Hoàng Trọng Thủy và anh Tuấn. Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live của Lý Đồ Sài Gòn TV trên băng tần 57.7 hệ thống Galaxy 19 ngày thứ tư, hôm nay là 3 tháng 2 2016. Quý khán thính giả có khỏe không? Anh Tuấn có khỏe không vậy? Dạ vâng, kính chào quý vị khán thính giả. Kính chào anh Hoàng Trọng Thủy. Như vậy là chúng ta chỉ còn vỏn vẹn có bao nhiêu 5 ngày nữa là tới Tết Nguyên Đán của Việt Nam rồi, và thời tiết thì chúng ta thấy buổi sáng hôm nay còn lạnh không anh? Buổi sáng hôm nay anh còn phải mang ba lớp áo qua nhưng mà vẫn bình thường. Những cái gì chúng tôi mặc trong người thì nó cũng như thế thôi. Mình bảo đảm để tránh trường hợp quý vị có thể bị cảm lạnh. Cảm lạnh bây giờ nhiều người bị cảm quá trời luôn, không đi làm được luôn nữa. Dạ vâng, và cũng giống như là những ai bị dị ứng đó, ngày hôm qua mặc dù đã loan báo tin này nhưng mà cũng cá nhân hơi xịt xịt xù xì phải uống thuốc ngay lập tức. Phấn hoa bụi trong người. Ngày hôm nay thưa quý vị, một lần nữa thời tiết rất đẹp, trời nắng ấm từ sáng, và chúng tôi sẽ có thêm các bản tin đáng chú ý và liên quan đến siêu vi khuẩn Zika. Bây giờ thì người ta đang lo ngại là Zika không phải hoàn toàn là từ con mũi chích, nghĩa là cũng từ đó, nhưng mà có khả năng truyền qua đường tình dục. Quá ư là ghê gớm. Thưa quý vị, ở tại Texas đã xảy ra một số các trường hợp, chúng tôi có bản tin chi tiết. Bên cạnh đó là con số việc làm, mặc dù là tình hình thị trường đang gặp rất nhiều khó khăn, bấp bênh lên xuống, và thị trường ở Hoa Kỳ này vẫn cho thấy có những việc làm có được trong thời gian qua. Bên cạnh đó là một số các hãng lớn, chẳng hạn Yahoo tuyên bố là đã phải sa thải một vài ngàn nhân viên. Rồi thêm những cái bản tin khác nữa trong ngày hôm nay liên quan đến tình hình quốc tế và địa phương. Riêng với thời tiết thì có những con số cụ thể nào ngày hôm nay? Dạ vâng, cho đến ngày hôm nay thì có vẻ như thời tiết đã dần ổn định lại, khi mà chúng tôi ghi nhận thấy là nhiệt độ hôm nay đã ấm hơn ngày hôm qua. Bây giờ ngay tại Nam California là 49 cho tới 51 độ, và nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay là 67 độ vào lúc 2 giờ trưa. Hoàn toàn không có mưa, trời nắng đẹp, và đến tối thì nhiệt độ hơi lạnh một chút xíu xuống 43 độ. Độ ẩm là 35%, và cho tới ngày mai thứ năm và đến hết ngày cuối tuần thì nhiệt độ quý vị sẽ thấy tăng lên một cách đều đặn. Ngày mai là 72 độ, ngày thứ sáu là 77 và thứ bảy 81, cho đến ngày chủ nhật và cho tới mùng 1, mùng 2 Tết quý vị sẽ thấy là thời tiết ấm đẹp, 87 độ cho ngày mùng 2 Tết thưa quý vị. Và hoàn toàn trong tuần này nắng đẹp chan hòa, không một giọt mưa nào cả, và đó là tình hình thời tiết cho đến 10 ngày tới luôn. 10 ngày tới của Tết Nguyên Đán Việt Nam trở lại bên Thủy. Đến thứ 6 tuần tới luôn. Thì từ ngày thứ 5 như quý vị nhìn thấy hình ảnh đó, và từ ngày thứ 5 cho đến ngày thứ 6 tuần tới quý vị nhé, sau Tết đó, thì nhiệt độ từ 82 xuống 76 độ, và chúng tôi sẽ có thêm những con số cũng như là những cái ngày dự báo thời tiết trong những ngày tới, 10 ngày kế tiếp thưa quý vị. Và đây là hình ảnh một trận bão và cuồng phong đã thổi vào thưa quý vị một cái khu vực một lần nữa. Nó xảy ra khiến cho nhiều người không thể chuẩn bị kịp và ảnh hưởng khá nặng nề cho các khu vực ở khắp nơi thưa quý vị. Chính vì thế mà các giới chức ngày hôm nay họ cho biết là những cái trận bão có thể gây hại thêm trong cái thời gian này. Chúng ta chưa bước vào mùa xuân, vẫn còn ở trong mùa đông, và gây ảnh hưởng đến các khu vực ở miền Trung và Trung Tây của Hoa Kỳ, các trận cuồng phong này. Thị trường chứng khoán ngày hôm nay diễn biến như thế nào sau một ngày phải nói rằng đầy biến động vì giá dầu tụt giảm khá nặng nề, từ 33 đồng trên 33 đồng xuống còn có hơn 30 đô la mà thôi. Thêm một cái tin không hay nữa, ngày sáng ngày hôm nay một lần nữa kho dự trữ dầu hỏa của Hoa Kỳ lại dư thêm. Tuần trước quý vị nhớ chúng tôi đã gửi đến quý vị bản tin đó, là dư 8 triệu, hôm nay dư thêm 7 triệu thùng. Cứ mỗi một tuần thì cái số đong đo để tìm hiểu xem cái mức dầu hỏa của Hoa Kỳ có bán được trong thời gian qua hay không. Tuy nhiên vì một lý do nào đó dầu hôm nay lên, thế nhưng thị trường chứng khoán ở tại Hoa Kỳ này lại không nhìn thấy dầu mà đang theo dõi các con số liên quan đến tăng trưởng kinh tế, nhất là từ công ty ADP. ADP là công ty chuyên môn làm những check lương và giúp khai thuế, cũng như ADP, một công ty có từ lâu ở tại Hoa Kỳ này, có những hợp đồng với chính phủ để bảo đảm
check lương rồi những cái con số về thuế má được đưa ra đều đặn hàng tuần. Dầu lên được 1 đồng 45 sen, và ngược lại quý vị nhìn thấy giá vàng đã tăng liên tục trong thời gian qua. Hôm nay vàng lên được 1.138 đô la rồi thưa quý vị. Thị trường chứng khoán sụp giảm thê thảm vì thị trường Hoa Kỳ. Thị trường Hoa Kỳ ngày hôm qua Dow Jones xuống hơn 200 điểm, hôm nay ngay bây giờ thì xuống 127 điểm. Thế nhưng với con số liên quan đến việc làm và giá dầu lên như thế này thì có thể từ bây giờ đến chiều nay, 1 giờ California, tức là giờ đóng cửa bên New York, có thể Dow Jones sẽ không còn bị tụt giảm, mất không nhiều điểm như trong lúc này. S&P 500 mất đến 21 điểm và quý vị nhìn thấy thị trường châu Á tụt giảm khá ư là thê thảm. Cũng như thị trường của Úc Châu, nơi có cộng đồng người Việt Nam cũng lớn mạnh, thị trường chứng khoán Úc Châu đã xuống tới mức, nghĩa là tệ hại từ 2011-2012 tới giờ phút này, Nasdaq đang xuống tới 78 điểm. Tất cả những điểm mà đã có được từ hôm thứ Năm tuần rồi cho đến ngày hôm nay tan biến mất vào không gian. Chúng tôi trở lại ngay gửi đến quý vị các bản tin liên quan đến tình hình thế giới và Hoa Kỳ ngay sau phần quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi.